Xin chào anh em. Đã bao giờ mà anh em cảm thấy cuộc sống này nó bất công hay không? Bất công khi mình cố gắng làm việc mãi rồi nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Rồi mình cố gắng kiếm tiền mãi mà cũng chả được. Thì trong cái cuộc đời của mình ấy, thì mình gặp rất là nhiều chuyện bất công với mình. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghĩ là cái cuộc sống này bất công cả. Tại vì mình lúc nào mình cảm thấy là may mắn. May mắn để làm sao? May mắn khi mình được lớn lên một cách khỏe mạnh và có đầy đủ nhận thức, đầy đủ chân tay. Như vậy đó là một cái điều may mắn rồi. Thì tại làm sao mình hôm nay mình nói cái câu chuyện này bởi vì mình hôm nay mình gặp một anh khách rất là đặc biệt. Anh này thì đang có nhắn tin cho mình hỏi mua máy cũng vài lần rồi, nhưng mà gần như lần nào anh ấy cũng chưa mua được, chưa chốt được máy nào cả. Thì hôm nay anh ấy cũng lại nhắn tin cho mình hỏi mua về con Dancubin V7 ấy, một chiếc máy đi nét rất là tốt. Thì anh ấy có hỏi mình là giá bao nhiêu, thì mình cũng nói với anh ấy là giá là 2,8 triệu. Thì anh ấy cũng tâm sự thật với mình rằng là bây giờ anh ấy không còn tiền nữa, còn đúng 2,5 triệu thôi, mà anh ấy đang rất là khó khăn, thì mình có thể để chiếc máy đấy lại cho anh ấy được không. Thì mình nghe, thật sự là mình nghe những cái lời đấy của anh ấy thì mình cảm thấy anh ấy rất là thật lòng, thì mình cũng đồng ý luôn. Mình cũng bắt đầu là mình vào mình xem ảnh của anh ấy. Tại sao mình vào mình xem ảnh của anh ấy? Thì mình có một thói quen rằng là mỗi khi mình bán máy cho ai ấy, mình sẽ vào mình xem những cái tác phẩm của người ta làm, để mình biết rằng là trình độ họ đang ở đâu và họ đang cần cái gì và lên mua một chiếc máy nó như thế nào. Thì mình thấy rằng là với cái khả năng của anh ấy, anh ý như vậy, thì chiếc Dancubin V7, cái hàng nội địa Trung Quốc ấy, thì nó thật sự rất là hợp với anh ý. Nên mình đã chốt luôn chiếc máy đấy cho anh ý mức giá 2,5 triệu. Thì anh em cũng có tâm sự với nhau, thì anh em cũng nói với mình rằng là anh ấy bị tật ở tay. Và mình xem thì đúng là anh ấy bị tật ở tay thật. Tay anh ấy bị khuyết một số thứ nên là rất là khó làm việc. Anh ấy nói với mình là anh rất là khó làm việc, thì đúng là theo mình thấy là cũng rất là khó làm việc thật, tại vì cái ngón tay của anh ấy không thể căng được cái da người của mình ra ấy để đi nét, nên là phải cần một chiếc máy lực có cái lực búng như là máy Dancubin V7 thì mình có thể đi nét được. Thì mình nghĩ rằng chiếc máy này rất là phù hợp với anh ấy. Và chiếc máy qua câu chuyện đấy thì mình cũng giảm thêm cho anh ấy 200 nữa, thì mình lấy chiếc máy đấy có 2,3 triệu thôi. Đó, từ 2,8 triệu thì mình giảm xuống là còn 2,3 triệu, từ đầu xuống 2,5 triệu. Thì thôi mình bảo là em bớt cho anh 200 nữa, coi như 200 này em mừng cho anh, để cho anh làm sao anh cố gắng anh làm việc, anh theo đuổi đam mê của anh. Đó. Thì thật sự là đầu tiên hôm nay thì mình mới gặp một khách hàng như vậy. Và mình cảm thấy là đúng là thật sự là mình vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều người. Và anh em cũng vậy, anh em mà có đầy đủ chân tay các thứ ấy, đủ mọi thứ thì như vậy đó là may mắn rồi. Còn ngoài kia còn có rất là nhiều người còn chưa được may mắn như mình, mà họ vẫn còn đang cố gắng từng ngày. Vậy không có lý do gì mà mình bớt cố gắng cả. Đó, câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bán một chiếc máy 2,8 triệu xuống 2,5 triệu rồi xuống 2,3 triệu. Thôi, như vậy thôi anh em. Thì mình cũng muốn gửi cái lời chúc của mình đến các anh khách của mình, rằng là chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe, chúc cho anh sớm đạt được cái thành công trên con đường mình đã chọn, có thể kiếm được tiền trên cái niềm đam mê của mình. Rồi ok anh em, cái video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.